Trong chuyến tập huấn tại Việt Nam, ngày hôm qua đội tuyển bóng chuyền nữ Úc đã có trận giao hữu thứ hai gặp Ninh Bình Doveco của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Thế nhưng kết quả của trận đấu này chưa hẳn được nhiều người hâm mộ quan tâm bằng việc Bích Tuyền ra sân thi đấu. Sau khi từ chối lên tuyển thi đấu tại AVC Cup năm 2022, Bích Tuyền bất ngờ xuất hiện trong màu áo câu lạc bộ Ninh Bình Doveco và cô vẫn để lại ấn tượng với những cú đập uy lực như thường thấy. Lý giải về sự xuất hiện này, Bích Tuyền cho biết cô không đảm bảo 100% thể lực và phong độ dẫn đến việc quyết định từ chối lên tuyển. Cái chấn thương này nó xuất phát từ cái giải Hoa Lư. Trong thời gian đó thì từ cúp Hoa Lư đến vòng 1 nó khá là gần nhau, nên là mình chưa có đủ cái thời gian để mình hồi phục lại vì mình bị chấn thương vai, với cả cơ bụng nó cũng tái phát lại. Hiện tại thì mình vẫn đang trong quá trình điều trị, mong là sẽ hồi phục để có thể tham gia các giải sắp tới. Việc ra sân thi đấu hay không rõ ràng không quan trọng bằng việc thi đấu như thế nào. Bích Tuyền cho biết cô cũng chưa có phong độ tốt nhất trong trận giao hữu với Úc. Trong khi lên tuyển lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Để thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một giải đấu tầm cỡ như AVC Cup cần yêu cầu cao về mặt thể lực và bản thân Tuyền thừa nhận mình chưa thể đáp ứng điều đó. Em rất là ít tham gia những cái đấu trường quốc tế nên là hơi ít kinh nghiệm về đấu trường quốc tế đấy. Nói về những chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt về mình, nhất là ý kiến thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế để nâng tầm, Bích Tuyền cũng đồng tình. Thật sự thì em nhớ là đâu đó là tầm 2 lần, thì cả 2 lần em đều bị dính chấn thương, nên là không có duyên để mà làm việc cùng thầy. Dù không thể thi đấu, Bích Tuyền vẫn không quên gửi lời động viên tới những người đồng đội vừa cùng nhau giành tấm huy chương bạc tại SEA Games 31. Nhân đây em xin chúc đội tuyển, xin chúc các bạn đã đồng hành cùng với mình trong mùa giải SEA Games vừa rồi. Gửi các bạn một lời chúc thành công nhất và thi đấu thật là tốt nhất. Dù có nhiều lần lỡ duyên với tấm áo đội tuyển, tuy nhiên Bích Tuyền vẫn còn trẻ và thời gian để cô gái người Vĩnh Long cống hiến cho bóng chuyền cũng như màu áo cờ đỏ sao vàng vẫn còn rộng mở ở phía trước. Như chính Bích Tuyền thừa nhận, việc của cô lúc này là nhanh chóng chữa dứt điểm chấn thương cũng như nâng cao chuyên môn để giành nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp.